Minh Đường Tử vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 1 âm lịch năm 2022 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 1 năm 2022 âm lịch của tuổi Giáp Tý, những người sinh năm 1984, chi tiết về các phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Tử vi tuổi giáp tý tháng 1 âm lịch năm 2022 Anh chị tuổi giáp tý là những người sinh năm 1984, mệnh hải trung kim, thường hội tụ những phẩm chất tốt như khả năng quyết định nhanh chóng. Bạn là người thông minh, lanh lợi, mệnh số tài giỏi, học ít hiểu nhiều, có lý tưởng, óc tưởng tượng, khả năng sáng tạo và lòng chắc ẩn không những thế bạn còn được biết đến là những người tốt bụng chủ động và có tính cạnh tranh cao bạn cũng rất tôn trọng lễ tiết truyền thống bạn đề cao tính tập thể đoàn kết tuy đôi lúc bạn thể hiện thói ích kỷ song về bản chất thì tính cách của bạn rất hòa nhã thân thiện luôn quan tâm chăm sóc người khác bản thân bạn cũng là người rất trọng danh dự luôn chú ý giữ gìn hình tượng của mình trong chương trình ngày hôm nay Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Giáp Tý, những người sinh năm 1984 trong tháng 1 âm lịch năm nhâm dần. Cụ thể hơn thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Giáp Tý sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không? Xin mời các anh chị cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé. 1 Tổng quan tử vi tuổi Giáp Tý trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Anh chị tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 có mệnh Hải Trung Kim, thời thơ bé gặp nhiều trắc trở, trải đủ hoạn nạn khó khăn. Đến thời trung niên vận mệnh có khởi sắc, không còn phải lo cơm ăn áo mặc, sự nghiệp hanh thông, tài lộc dồi dào. Với anh chị tuổi Giáp Tý tuy sống an nhàn nhưng hay phải lo nghĩ, tình cảm gia đình có phần lạnh nhạt, không được nhờ anh em, mọi chuyện đều phải độc lập tự mình quán xuyến. Nữ mệnh có nhiều tài năng và đức hành, thường có chồng giỏi giang, nam thường có người vợ hiền và đảm đang. Anh chị tuổi giáp tý rất linh hoạt khi xử lý công việc, nếu như trong mệnh có cát tinh, là người có trí khí cao xa, tài trí, có lòng tiến thủ, có tinh thần cách tân, giỏi sáng tạo, biết nắm thời cơ, tự lực cánh sinh là lập nên sự nghiệp, cũng có thể trở thành nhân tài xuất sắc trong xã hội. Vào tháng 1 âm lịch năm 2022 này đối với anh chị tuổi giáp tý sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh tháng này sự nghiệp của anh chị sẽ tương đối ổn định các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của anh chị vì vậy tháng này sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn nhờ có quý nhân giúp đỡ nên trong công việc giảm bớt được nhiều quãng đường vòng mọi sự hanh thông anh chị tuổi giáp tý khá chủ động trong chuyện tình cảm và anh chị sẵn sàng bày tỏ tình cảm với người mình yêu không ngần ngại e rẻ thời điểm này đào hoa khá tốt đặc biệt là đối với những người đang còn độc thân sẽ sớm tìm được tình yêu mình mong muốn xét về đường tài lộc thì tài vận của bản mệnh khá ổn định, không cần lo lắng nhiều. Có điều hãy lập kế hoạch chi tiêu khoa học, suy xét linh hoạt mọi vấn đề, chớ hoang phí quá mức cũng chớ tiết kiệm đến hà tiện mà tự khiến mình chịu khổ. Đây là tháng khá tốt cho các anh chị tuổi giáp tý nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn phía trước. Hai, Vận trình tháng 1 âm lịch năm 2022 của tuổi giáp tý qua từng phương diện. Thứ nhất, về phương diện sự nghiệp quan vận. Trong tháng này, với vận may khá tốt cho sự nghiệp đối với những anh chị tuổi giáp tý, những người sinh năm 1984. Anh chị sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người khác tất cả các vấn đề vướng mắc. Sự cống hiến của anh chị sẽ được cấp trên công nhận, có thể được thăng chức và nâng cao trình độ chuyên môn. Nếu anh chị là người kinh doanh, hiệu suất công ty sẽ được tăng lên đáng kể, miễn là anh chị đối xử với vận may trong công việc một cách nghiêm túc với những người làm công ăn lương công nhân tại các nhà máy công xưởng thì sau kỳ nghỉ tết anh chị sẽ phải bận rộn vất vả thậm chí có người sẽ phải tăng ca để đạt được năng suất công việc mà công ty đề ra quý nhân cũng sẽ nâng đỡ cho anh chị giúp anh chị nhìn rõ hơn hướng đi phù hợp với bản thân song không được suy nghĩ bi quan tiêu cực thì mọi việc sẽ tốt đẹp theo ý mình những người làm lãnh đạo kinh nghiệm làm việc sự nhiệt tình cứng rắn của anh chị rất được lòng đồng nghiệp và sự tôn trọng của cấp dưới thời điểm này anh chị nên tham gia vào các hoạt động phúc lợi công cộng đó cũng là hoạt động ý nghĩa giúp bạn lấy lại tinh thần ngoài ra trong tháng có sao dịch mã chiếu mệnh cho thấy bản mệnh càng xông xáo sẵn sàng thử sức bao nhiêu thì thành quả lại càng hứa hẹn bấy nhiêu với anh chị đừng nên ngại ngần khi cơ hội đã xuất hiện ở ngay trước mặt nhé vậy nên để kích vượng vận thì anh chị tuổi giáp tý cần phải mang theo bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân thân tý thìn giúp các mối quan hệ được phát triển hơn hóa giải xung khắc không may xảy ra đồng thời với năng lực ngưng tụ thiên địa nhân sẽ giúp cô chú tuổi nhâm tý kích tài lộc may mắn thuận lợi trong sự nghiệp và chiêu mời quý nhân phù trợ cho anh chị trong thời gian sắp tới thứ hai về mặt tài lộc tiền bạc của anh chị tuổi giáp tý trong tháng riêng năm nhâm dần này Tháng này anh chị có được vận quý nhân giúp đỡ nên sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết anh chị sẽ được thăng cấp đến một cấp độ mà anh chị chưa bao giờ đạt được trước đây. Trên phương diện tài lộc trong tháng đầu năm nhâm dần này với công việc làm ăn, anh chị trở nên năng động hơn trước thời cuộc nhờ vậy mà tìm được những con đường làm ăn mới đầy triển vọng. Tuy nhiên, anh chị cũng cần chú ý vì tháng này cũng đang có dấu hiệu phá tài, nếu như anh chị không biết cân đối tài chính thì tiền bạc của mình sẽ không cánh mà bay anh chị cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái có thể là xin việc hoặc cưới hỏi việc anh chị cần phải làm là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này những người làm công ăn lương tháng này thu nhập khá ổn định tuy nhiên chi nhiều hơn thu dẫn đến hao hụt tài chính anh chị cũng cần có kế hoạch chi tiêu cụ thể không lãng phí tiêu pha quá đà dẫn đến túng thiếu và để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2022, thầy Gia Cát khuyên các anh chị hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân tí thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với anh chị từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy ra cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các cô chú tuổi giáp tý những người sinh năm 1984, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo của anh chị tuổi giáp tý những người sinh năm 1984 trong tháng riêng này. Bước sang tháng một âm lịch năm nhâm dần các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho các anh chị trong tháng một âm lịch này gia đình của anh chị có thể sẽ gặp những xích mích cãi vã tranh luận giữa bố mẹ và con cái là người chủ gia đình anh chị hãy giữ bình tìm lối giải quyết vấn đề tồn động thấu đáo nhất tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình thời điểm này đào hoa khá tốt đặc biệt là đối với những người đang còn độc thân sẽ sớm tìm được tình yêu mình mong muốn nhưng đối với những anh chị tuổi giáp tý đã lập gia đình rồi cần giao tiếp nhiều hơn với người bạn đời và lắng nghe nhau nhiều hơn Tử vi của anh chị tuổi giáp tý trong tháng 1 âm lịch năm 2022 cho biết, với bạn đang có điểm báo có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ trong gia đình, anh chị thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn đến thế xảy ra. Tuy nhiên, trong tình huống này bản mệnh chớ nên thể hiện sự suy sụp về tinh thần và mất kiểm soát về cảm xúc của mình. Đồng thời, anh chị nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình vợ, chồng của mình, để giải quyết các mâu thuẫn, những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người là bậc làm cha làm mẹ hãy là những tấm gương tốt để con cái noi theo thứ tư về mặt sức khỏe của tuổi giáp tý trong tháng riêng năm nhâm dần này sức khỏe của anh chị tuổi giáp tý trong tháng một âm lịch không có vấn đề gì đáng lo ngại tinh thần của anh chị tuổi giáp tý có phần không được tốt như năm trước đây do bị chi phối bởi tình trạng công việc công việc của anh chị có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tâm trạng anh chị cần chăm sóc cơ thể tốt giữ chế độ ăn uống hợp lý nhẹ nhàng chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt, nếu không sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của anh chị trong thời gian sau. Anh chị tuổi giáp tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy minh quang pháp bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thầy gia cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của mình sao cho vận khí được tốt nhất cho sức khỏe và tài lộc. Các anh chị tuổi giáp Tý thân mến, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ vận trình tử vi của tuổi giáp Tý, những người sinh năm 1984 trong tháng 1 năm 2022 âm lịch này. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp cho anh chị có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc của mình được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.